Những bạn nào ấy mà từ bé đến lớn đều sống ở Việt Nam thì cái việc ý thức được quốc tịch của chúng mình là người Việt Nam ấy nó là cái điều rất là bình thường. Nhưng mà vì mình sống ở nước ngoài thế nên là cái tinh thần dân tộc nó hiện hữu rất là rõ ràng mọi người ạ. Hôm trước thì một người bạn của mình người Hàn Quốc đã hỏi mình và một người bạn người Singapore là nếu như chúng mày được sinh ra một lần nữa thì chúng mày muốn mang quốc tịch gì? Wow. Nếu mà là ngày xưa ấy, cái hồi mà mình còn bé ấy, thì mình sẽ nghĩ là mình muốn là được sinh ra ở một nước nào đấy mà có thể là kiểu nói tiếng Anh để mình không phải học tiếng Anh, hay là một nước rất là lớn mạnh phát triển kiểu như thế. Thế nhưng mà khi là mình trưởng thành hơn, mình về Việt Nam, mình sống tại Việt Nam, mình đi du lịch ở Việt Nam nhiều hơn, mình gặp gỡ con người nhiều hơn, cái nhận thức của mình phát triển hơn, nhân sinh quan của mình rộng mở hơn, thì mình cảm thấy là Việt Nam quá tuyệt vời. Một nơi có quá nhiều danh lam thắng cảnh, lịch sử, văn hóa quá là giàu có về những cái yếu tố đó, và con người Việt Nam thì quá là thân thiện, giới trẻ Việt Nam thì quá là giỏi, quá là thông minh, quá là sáng tạo. Và mình đã trả lời ngay mà không hề do dự với người bạn Hàn Quốc của mình, đó là nếu như được sinh ra một lần nữa, ta vẫn muốn được là người Việt Nam. Ơi, thực sự là khi mình trả lời một câu hỏi dù chỉ là một câu hỏi vui thôi nhưng mình lại cảm thấy cực kỳ là xúc động luôn ấy mọi người. Xúc động là bởi vì khi mình nhắc đến cái tên đất nước của mình, khi nhắc đến cái vấn đề là ta là người Việt Nam, nó big deal lắm. Và cái thứ hai là mình cũng xúc động vì chính cái nhận thức của mình nó đã thay đổi, cảm thấy là mình đã trưởng thành rồi. Tại vì con người ấy, các bạn, nếu mà mình không tự hào về cái nơi mà mình sinh ra ấy, cái origin của mình ấy, mình đến từ đâu, mình là ai ấy, ý là kiểu mất gốc ấy, thì chúng ta sẽ không thể nào hạnh phúc được. Nếu các bạn không tự hào nơi mà các bạn đến từ đâu ấy thì các bạn không thể nào có thể coi là một người đã trưởng thành và hạnh phúc. Thế nên với những ai mà ở Việt Nam chưa ra nước ngoài nhiều, hoặc là những người nào mà còn đang cảm thấy là nghi vấn về cái danh tính của mình, về nơi mình đến, thì các bạn hãy tự hào là Việt Nam là một nơi cực kỳ tuyệt vời, và hãy tự tin để nói rằng là tôi đến từ Việt Nam và tôi là người Việt Nam.